VinFast Auto bắt đầu công bố 6 tháng bán hàng đầu năm thì VinFast đã giao là 21.747 ô tô điện trong nửa đầu năm 2024, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng là 92% so với cùng kỳ 2023. Riêng quý 2 2024 thì VinFast đã giao 12.058 xe, tăng mạnh 24% so với quý 1 và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Như anh em đều biết thì VinFast đã báo cáo hồi tháng 3 đầu năm là VinFast giao có tầm khoảng 9.000 xe, và đến bây giờ là VinFast giao gần 22.000 xe, thì đồng nghĩa là trong 3 tháng còn lại của 6 tháng đầu năm thì sẽ VinFast đã giao được khoảng tầm 11.000 xe, tức là sẽ tăng trưởng từ 9.000 lên 11.000, khoảng tăng thêm khoảng 2.000 xe. Đấy, thì nó sẽ là và tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì đóng góp và tăng trưởng chung thì chúng ta sẽ thấy là tăng trưởng 92% so với năm 2023. Đấy, thì dẫn đầu về doanh số thì vẫn là chiếc xe quốc dân của VinFast, đấy là VF5. Và như anh em đều thấy là VF5 là một cái chiếc xe cực kỳ là hiệu năng rất là cao. Hiệu năng từ ngay cả cái việc là giá bán ra thị trường cũng như là cái việc là hiệu năng về pin vận hành, chi phí tiết kiệm rất là tốt. Chính vì thế nên là chiếc xe VF5 nó cũng là một cái chiếc xe quốc dân đúng nghĩa của VinFast, là con gà đẻ trứng của VinFast luôn. Và hy vọng là Hải hy vọng là hiện tại trên VF5 ở trên Indo thì có phiên bản VF5S là phiên bản cắt giảm của VF5, tức là sẽ có 6 túi khí và mâm sắt, cắt giảm thêm một số cái option khác để mà có thể là phía trước có camera phạt nguội. Nhưng mà Hải mong muốn Hải hy vọng là VinFast sẽ có thể đưa cái bản VF5S này cũng như giống như phiên bản VF6S đang có ở Việt Nam. Nếu mà VinFast bán VF5S phiên bản cắt giảm này với một cái ngưỡng giá mà 480 triệu gồm cả pin, tức là sẽ bằng phiên bản cao Plus thuê pin, thì nếu mà giả sử là VinFast bán 5S thì nó sẽ là một cái điều tuyệt vời. Tại sao tuyệt vời? Vì là đối với những anh em gọi là đúng cày tiền dịch vụ đúng nghĩa thì chúng ta cần một cái chiếc xe gọi là an toàn vừa đủ và phía trước có camera phạt nguội, ban đầu nó rẻ, thì chi phí ban đầu nó rẻ như vậy thì đồng nghĩa là cái đầu tư ban đầu nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Thì cái việc VF5S sẽ lại là con xe kế cận dành cho việc anh em bảo dịch vụ rất là tốt để mà nhanh hồi vốn và cầy tiền tốt hơn. Thông thường thì anh em đang cầy VF5 rất tốt, nếu mà ai cầy tốt thì đã trung bình như lần trước Hải có hỏi phỏng vấn mọi người thì có bạn là phía trước có camera phạt nguội và bây giờ đang sạc free pin, thì lại coi như là rất là coi như là mình sẽ hưởng trọn vẹn cái 25 triệu đấy. Như bình thường thì các bạn sẽ mất tầm khoảng 4 đến 5 triệu tiền sạc pin, nhưng mà bây giờ free 1 năm rồi thì đồng nghĩa là mình sẽ kiếm được gần như là mình kiếm được 20-25 triệu, thì chúng ta hưởng toàn bộ cái số tiền đấy luôn. Đó, thì nó sẽ trở nên tuyệt vời. Và hy vọng sắp tới là nhận được tháng 8, tháng 9 nhận VF3 nữa thì nó lại càng bùng nổ hơn về doanh số của VinFast. Chúc mừng VinFast 6 tháng đầu năm đã được cái hiệu quả rất là tốt.